cách hướng dẫn cách mà mở với tất cả các ổ khóa nào nó liên quan tới vân tay rồi này kia mà pin á, khi mình hết pin á thì mình lấy pin tiểu nè, ổ pin 9V chứ, mình kích vô. Đây là hai cái chốt để kích, mình kích vô nó để cho nó lên điện, để chống gì chứ, mục đích là để cho nó lên điện. Đó, nó lên điện xong rồi thì mình cứ dùng vân tay hay thẻ từ hay mật khẩu nhấn vô là chạy. Cứ giữ cục pin khoảng chừng 1 phút 2 phút gì đó, khi nào mà cái đèn nè, mình lấy cục pin ra mà đèn nè nó xanh lên là được đó, là nó đầy có pin đó. Đa số thì nó sẽ bị dơ nữa đó. Nó bị dơ con mắt này đó này, giờ thay pin đi, lấy pin lên thay xuống, lấy hộp đi, nó là tám tám cục đó. 8 cục lấy lên 10 cục đi. Đó, tại sao nó cũng dơ mất nữa. Sau khi mình kích xong thì các bạn cứ thoải mái dùng mật khẩu hay là cái vân tay gì đó, các bạn cứ đăng nhập vô quét là bình thường nha, mở bình thường. Tình trạng pin mà nó các bạn mới thay mà nó hết liền trong vòng 3 tháng mình hết á, là bạn phải kiểm tra lại nha. Thường pin thì nó 6 tháng 1 năm rồi. Nó có thể là cái khóa này bị chạm hay bị hư tới tuổi thọ của nó, nhà thợ kiểm tra lại. Hai cái chốt này nè, nó tùy theo ổ khóa, có ổ khóa nằm ở trên đầu này nè, có ổ khóa nằm đít, có ổ nằm bên hông, nhưng mà tùy theo cái thì mình có thấy hai cái chốt này là nó đó, thấy không? Thay pin thì các bạn chỉ cần dở cái ốp cốp lên nè, dở đó, dở lên nó tới 8 cục pin, nhớ đặt đúng chiều âm dương nữa nha. Vô 4 cục pin là nào nó có điện liền. Rồi, ok. Để nắp lại thôi. Rồi, xong. Đây là cái chốt rồi. Đó, lọc qua. Đó, pin nè. Bạn thấy màn hình nè. Cái màn hình nó không có chớp, không có giật gì giật, có nghĩa là pin đầy. Còn màn hình này mà nó chớp chớp kiểu yếu yếu là pin pin hết rồi. Bên đây nó sẽ báo nữa, không đưa được rồi. Được chưa? Rồi phải ha. Rồi ok.